Miệt thứ truyền tình, nhật ký tình nguyện viên, hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho bà con tại các điểm vùng cách ly y tế trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Dây bô để dăng cái võng thôi anh. Tức là đang muốn hỏi em là những cái vật dụng mình mua ngày hôm nay nè là dành cho khu vực nào? Tức là bà con gửi cho mình là 4 to hàng cần mua trong ngày hôm nay. Như vậy nếu mà những người thân của những người đang cách ly tập trung á, họ muốn gửi đồ vô trong đó thì họ có thể liên lạc với bạn hay không? Rồi, cảm ơn bạn. Còn cứ em như tiền nha. Không, em nên lấy cái hóa đơn mua ở đây đi rồi về em tổng hợp cái hóa đơn là em kiểm tra lại. Nói chung là mình kiểm tra thôi. Thẻ bệnh đó hả? Được, em chạy lên chốt á. Em trình với chốt là bây giờ tôi là bệnh nhân là tôi cần qua bệnh viện là được. Thì trình bày với người ta nghe. Rồi. Đây là những cái to hàng đúng không? Hàng này đúng không? Chi tiết và cụ thể gì luôn á hả? Vậy cho người ta nhớ tại vì mỗi từng bậc rồi, cái này là tặng luôn nè. Tặng luôn cái này. Cảm ơn nghe. Rồi, bye bye. Cô bé quý vị và các bạn, hiện tôi đang tại điểm phong tỏa của ấp Bằng B, xã Thường Hòa, huyện An Minh. Thì được biết là nghi nhiễm 2 ca, thì với đoạn đường khoảng 1,5 km, thì với 108 hộ dân, thì ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Minh đã khẩn trương tổ chức phong tỏa
đầu vào hai đầu, cấm vào cũng như cấm ra các tuyến đường bộ cũng như đường thủy, nhằm không cho người dân đi ra đi vào tuyến này để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, huyện An Minh thực hiện thành lập khu vực phong tỏa dùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ 108 hộ dân ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh phải thực hiện cách ly từ 13 giờ ngày 18 tháng 7 đến 13 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2021. Ngoài ra, Trung tâm Y tế thực hiện thông báo khẩn của Ủy ban Nhân dân huyện An Minh để truy tìm những người liên quan có tiếp xúc gần với hai trường hợp trên. Đến 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 đã phát hiện 56 người F1 đưa về nơi cách ly tập trung của huyện và 268 người F2 thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.